Dạ vâng, Minh Vũ Audio xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6, em cập bến được một cặp súp Phaito Bass 50. Hàng này thì quá đẳng cấp rồi các bạn, chất âm rất là hay. Con này bass đánh rất sâu nhá. Là cái thùng của nó, cái kiểu thùng như này các bác. Anh em để ý những dòng súp một kiểu thùng như này nhá. Thì cái tiếng bass nó đánh sâu và lực. Đây em sẽ đo cái số đo 3 vòng của em nó xem là chiều sâu là 70 các bác nhé, chiều sâu 70. Chiều cao là 54, 55. Chiều ngang là 73. Đó. Thùng rất đẹp, thùng gỗ các bác nhé, thùng gỗ rất đẹp. Con này là dòng PV nhưng nó sử dụng bát của Phaito. Ở giữa nó có cọc cắm loa luôn các bác nhé. Đây. Xin anh em nhé. Những cái dòng bát Phaito bát 50 ấy, ở trên thị trường những dòng bát 50 thì có rất là nhiều hàng nhái. Nhưng cái kiểu bát như này thì nó không có hàng nhái đâu, chỉ có hàng xịn thôi các bác nhé. Em về một cặp này thì rất là đẹp, đều tháo kiểm tra hết rồi. Đẹp lắm các bạn. Phaito bát 50 từ leo. Con này công suất của nó là 2400W. Các bác nhé, 2400W. Trở kháng 8 ohm, made in Italy, rất đẹp. Tất cả tình trạng là zin nguyên bản các bác nhé. Màng nó đây, chỉ một chút bụi thôi, cái này lau chùi đi, đẹp như mới. Đây, màng của nó đẹp, màng sóng nhá, gân vải tầm dầu, đẹp lắm các bạn. Hàng này rất là hiếm, em làm rất là nhiều dòng súp rồi nhưng mà cái loại này thì rất hiếm mới gặp được các bạn. Dâu của nó này. Anh em để ý những dòng súp Phaito nhé. Những con súp Phaito mà hàng còn nguyên zin ấy thì cái máy này làm sao này. Những cái keo cổ côn của nó nhá, keo cổ côn của nó là phải keo đỏ cánh rán như này các bác nhá. Đấy. Là còn nguyên zin. Và viền này là viền này nó đổ keo để cho khi mà loa đánh ở công suất lớn nó không bị bung nhện nữa. Rất đẹp. Nguyên zin nha mọi người nhé. Bên trong thùng thì bông mút tiêu âm màu trắng, còn rất là mới. Cái này của nó như kiểu bằng gang các bạn ạ. Này của nó như bằng gang, cái mặt ấy căng kìa. Thùng rất là đẹp các bạn. Duy nhất một cặp các bạn nhé. Em cũng báo giá luôn cho anh em. Cặp này giá bán là 11 triệu một quả các bác nhé, 11 triệu một quả. Tình trạng zin đẹp. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Minh Vũ. Anh em nào mua cả cặp thì mức giá sẽ được gọi là ưu ái hơn một chút. Ngoài mẫu súp này ra thì Minh Vũ còn rất là nhiều dòng súp khác. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua hai số máy ở trên đây nhé. Hoặc đến trực tiếp cửa hàng em ở Sao Đỏ Chí Linh Hải Dương, chân cầu Ngái ạ. Rồi em xin chào tất cả các bác nha.